Chào mọi người, mình là Ngọc đây. Hôm nay Ngọc sẽ làm món thịt heo kho đậu hũ nha mọi người. Cái này ăn cơm nóng rất là ngon và rất là dễ làm. Chiều mưa và các bạn dùng món này thì còn gì bằng. Đầu tiên, đối với thịt heo kho đậu hũ thì các bạn nên chọn thịt ba rọi hoặc thịt đùi đều rất ngon. Rất là các bạn sẽ sơ chế trước khi sử dụng ha. Ở đây Ngọc dùng 400g thịt heo nè, hai miếng đậu hũ, hành, tỏi, ớt, tất cả đều được sơ chế rửa sạch trước khi chế biến ha. Đầu tiên đối với đậu hũ thì Ngọc sẽ sắc miếng vuông, còn đối với tỏi ớt Ngọc sẽ bằm nhuyễn, còn thịt heo thì Ngọc cũng sắc lát mỏng nha mọi người. Các bạn ăn cay ăn không cay thì các bạn sẽ gia giảm lượng tỏi ớt này lại nha. Sau khi sắc xong thì chúng ta sẽ sơ chế cái phần hành lá luôn. Đối với thịt kho thì các bạn dùng hành lá nó sẽ ngon hơn. Đối với hành lá thì gốc thì các bạn sắc để riêng, cộng lá các bạn sẽ sắc nhuyễn ha. Nếu mà các bạn không ăn hành được á, thì các bạn cũng không cần cho hành. Tuy nhiên đối với thịt kho nếu không có hành nó sẽ không ngon nha mọi người. Thịt sau khi sắc xong thì các bạn sẽ ướp gia vị gồm có 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê bột ni, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 4 muỗng canh nước mắm. Các bạn trộn đều lên và ướp trong vòng 15 phút ha. Sau đó thì chúng ta cho đây 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh đường, các bạn thắng nước màu. Sau đó thì các bạn phi thơm tỏi ớt thì các bạn cứ cho thịt vào, các bạn đảo nhanh tay cho nó thành nước màu, nó thấm vào phần thịt cũng như là phần thịt nã xăng thơm đó các bạn. Các bạn làm bước này thì các bạn kho thịt nó sẽ rất là ngon. Sau khi thấm gia vị thì các bạn cho nước vào và kho đến chín thì các bạn sẽ cho đậu hũ vào, các bạn kho. Sau đó thì chúng ta sẽ cho hành lá vào. Và đây là chảo thịt vừa kho xong đây mọi người ơi, bạn ươm thơm phức, đặc biệt là rất là thơm, cái này ăn cơm nóng rất là ngon luôn. Chúng ta cùng thưởng thức thôi nào. Các bạn nhìn nè, từng miếng thịt miếng đậu hũ vàng ươm thơm phức như thế này đây, mặn mặn cay cay rất ngon. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại vào video lần sau.